Thì chào các em, thì cái bài hành học đầu tiên trong sách giáo khoa là toán chính tập 1, nó nằm ở trang 64, là cái bài về một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông á. Thì cái định lý một đầu tiên của nó là nó phát biểu như sau: là trong tam giác vuông, bình phương mỗi cạnh góc vuông bằng tích giữa cạnh quyền với hình chiếu của cạnh góc vuông đó lên cạnh quyền. Đấy, tức là gì? Chỗ này tức là B bình phương nè, nó bằng A nhân B phẩy, và C bình phương bằng A nhân C phẩy. Thì bây giờ em nhìn vô cái hình nè, cái hình của mình là tam giác A B C nè. Thì cái cạnh quyền á, nó vuông tại góc A nè, vuông tại góc A nè. Cạnh quyền là cạnh BC nè, độ dài nó mình ký hiệu là chữ A nhỏ. Còn cạnh AB đó, cạnh AB nè, cạnh AB là độ dài đó mình sẽ ký hiệu là chữ C nhỏ. Cái này gọi là cạnh góc vuông nè các em, cái này gọi là cạnh góc vuông nè. AC mình ký hiệu là B nhỏ cũng gọi là cạnh góc vuông. Và cái đường cao AH nè, AH là nó vuông với BC đúng chưa? Thì đường cao AH nó sẽ chia cạnh quyền làm hai 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 đoạn. Đoạn BH mình ký hiệu là C phẩy. Nó chính là hình chiếu của C lên cạnh quyền. Cái C phẩy này nè, nó gọi là hình chiếu của C lên cạnh quyền. Còn cái HC á, mình sẽ ký hiệu là B phẩy, và người ta gọi nó là hình chiếu của B lên cạnh quyền. Cạnh quyền BC. Đó. Như vậy thì ở đây em sẽ lấy cái C bình phương này nè. C bình phương tức là C nhân C ha. Nó sẽ bằng nguyên cái AC cạnh A này, cạnh A có độ dài là độ dài của cạnh BC đó, em nhân cho cái C phẩy. Tức là mình sẽ có C bình phương nè bằng A nhân C phẩy, và B bình phương bằng A nhân B phẩy. Thế thì ý nghĩa của cái định lý này là như thế nào? Đó, bây giờ thầy thu nhỏ cái tam giác này lại, thì bên đây đây cũng là một tam giác. Tam giác vuông. Thì cái cạnh trên cái cạnh B phẩy này nè. Trên cạnh B phẩy này thầy sẽ dựng một cái hình vuông, cạnh là B, xin lỗi, trên cái cạnh cạnh B này mình dựng một cái hình vuông, cạnh là B. À, chỗ này là nó là B phẩy mới đúng. Là C phẩy. Thì ở trên cái cạnh cạnh C này đó, thầy cũng dựng một cái hình vuông, cái độ dài cạnh nó là C. Như vậy thì C bình phương đó, nó chính là diện tích của cái tam của cái hình hình vuông này, hình vuông EF NM này. Còn B bình phương á, là nó chính là hình diện tích của hình vuông DGIF này. Còn dưới đây thì thầy sẽ dựng hai cái hình chữ nhật. Một hình chữ nhật là EDGH. EDGH thì cái hình chữ nhật này nó có cái cùng cái chiều dài. Còn chiều rộng của nó thì cái DG này, DG này thì dựng nó bằng với cái thằng DH. Còn còn F EL đó, EL này thì nó sẽ bằng là cái gì? EH. Chỗ này cũng là cái chỗ H này. Đúng chưa? Như vậy thì em thấy nè, cái diện tích của cái thằng này, diện tích của cái thằng hình vuông mà dựng trên cái cạnh góc vuông B này đó, tức là B bình phương. B bình phương nó chính là diện tích hình vuông. Diện tích hình vuông là EGDF. EGDF này, em thấy là 39,55 không? Trong khi diện tích của cái hình chữ nhật, diện tích của hình chữ nhật là GD EH. Chỗ này là điểm H, là sau đó là điểm H. Điểm H đổi là điểm này lại. Điểm quy đi. Đó.
thì cái hình chữ nhật, hình chữ nhật GDEQ này là nó bằng diện tích của hai cái hình này nè, thấy không? Diện tích bằng, thì diện tích hình này nó chính là b bình phương nha, b bình phương. Còn diện tích của cái hình này nè là nó chính là b bình phương. Còn diện tích của hình chữ nhật ở đây nó chính là a nhân b phẩy, a nhân b phẩy. Thì hai cái hình này lúc nào diện tích cũng bằng nhau. À, tương tự như vậy thì cái c bình phương nó chính là diện tích của cái hình vuông bên đây. Còn a nhân c phẩy nó chính là diện tích của cái hình chữ nhật nhỏ này. Đấy, thì em thấy là cái diện tích nó lúc nào cũng bằng nhau không? Bây giờ thử mình kéo thử nha. Kéo thử. Thì kéo này thì cái diện tích của cái hình vuông này nó thay đổi nè. Và hình chữ nhật này cũng thay đổi luôn. Nhưng mà lúc nào nó cũng bằng nhau phải không? Lúc nào cũng bằng nhau. Và cái hình vuông bên đây, cái hình chữ nhật nhỏ này, diện tích nó cũng thay đổi, đúng không? Nhưng mà lúc nào nó cũng cũng bằng nhau. Có nghĩa là trong tam giác vuông, bình phương mỗi cạnh góc vuông bằng tích của cạnh quyền với hình chiếu của cạnh góc vuông đó lên cạnh quyền. Đó là định lý số 1 trong hình học của em. Các em phải ghi nhớ cái định lý này.